Chào mừng bạn đến video trình diễn siêu expert. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cách làm thế nào để lắp đặt kẹp rò rỉ. Trước khi lắp đặt kẹp rò rỉ, bạn cần phải làm sạch bề mặt của ống. Nếu có thể, bạn nên sử dụng một công cụ hỗ trợ như bàn cọ sắt hay máy mài để có bề mặt tốt nhất cho việc sửa chữa rò rỉ ống. Sau khi chuẩn bị bề mặt ống, bề mặt không bụi bẩn, rỉ sét và mảnh vụn. Trong video này, chúng tôi đang sử dụng giấy nhám cho mục đích minh họa. Tiếp theo, nới lỏng các bu lông sử dụng một khóa đầu lục giác. Và mở kẹp rò rỉ ra. Tra vào một ít dầu mỡ lên ống bọc cao su nếu cần thiết. Chụp kẹp rò rỉ xung quanh ống bên cạnh các vị trí rò rỉ. Không cài đặt các kẹp rò rỉ trực tiếp trên vết rò rỉ. Các ống bọc cao su nên che xung quanh chu vi ống. Do vậy mà các gờ tấm không làm hỏng ống cao su. Đảm bảo rằng khoảng cách giữa các kẹp rò rỉ và bề mặt ống được bằng phẳng. Sử dụng một cái búa đầu gỗ nhẹ nhàng gõ vào kẹp rò rỉ vào vị trí và tất cả các khoảng trống cho đúng cách. Không sử dụng một cái búa đầu sắt như vậy có thể làm biến dạng kẹp rò rỉ. Cắm bu lông vào vị trí, nghiêng thanh gen để phù hợp với góc của bu lông nếu cần thiết. Siết chặt các bu lông và nhẹ nhàng gõ vào kẹp rò rỉ để nó di chuyển đến khu vực bị rò rỉ. Một khi các vị trí rò rỉ đã được bao phủ hoàn toàn, thắt chặt các bu lông cho đến khi bị rò rỉ là dừng lại hoàn toàn. Để biết thông tin sản phẩm nhiều hơn, hãy ghé thăm chúng tôi tại siêuexpert.com.